Cụ ông Walter Reed từng là cựu chiến binh trong lực lượng chiến thắng tại Thế chiến thứ hai cách đây hơn 70 năm, mới đây lại chiến thắng trong cuộc chiến với COVID-19. Để kỷ niệm những chiến công đặc biệt này, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của cụ, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi South Shore trên đảo Long Island ở New York đã tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt cho cụ Reed. Từng đoàn xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe mô tô và ô tô nối đuôi nhau cầm theo những tấm bảng chúc mừng sinh nhật hay vẫy cờ để chúc mừng cụ. Rất đông người dân địa phương cũng đến xem, chụp ảnh và chia vui cùng cụ Reed.